phẩm tại thiên thư nhớ hà ngực lỗ lai xâm phạm nhớ đẳng hành kháng thủ bại hơn hay tuyệt tác tuyệt tác tuyệt tác à. Quang lâm chúng thần chậm trễ tiếp nghinh, xin hoàng hậu tha thứ tội. Toàn dân Đại Việt chết thảm nhiều rồi, mà ông Lý Thường Kiệt vẫn còn ngồi ngắm Nga thi phú. Các chiến sĩ thì chết lấp vùi thân xác, vậy mà ông vẫn ngồi hướng lạc mưa vui. Mời hoàng giống chim én chim sẻ thì làm sao biết được chí lớn của chim hồng chim hồng. Ở gần đồn quốc công tôi mới thấy người lược thao tài đức phi thường. Phi thường à? Lý Ngân, ngươi hãy nghe ta hỏi, vậy chứ bàn tay nào gây sự ở Ung Châu à? Quê môn thương nữ khăn trắng bịt mai đầu, trẻ thơ đài đoạn khóc cha, mẹ già buồn tuổi xót xa. Đồn quốc công mãi dây động càng qua, khiến cỏ cây ngơ ngẩn đất thảm trời sầu. Sao ngươi chẳng hiểu chuyện cơ cầu, lửa hận trong lòng chẳng thấy bừng sôi, lại tiếp tay với bọn bầy tôi manh tâm, rước qua vào nhà để giết lần mòn dòng dõi của hoàng gia, đem giọt máu quý của ông cha pha lẫn máu bọn tôi loạn. Chỉ vì xã Tắc Sơn Hà tận diệt phường gia mang, ta không thể ngỡ tai mặc cho bọn chúng lòng hành. Y hoàng hậu như thế nào, xin cho lão phu được biết. Muốn cho yên nhà lời ước và dẹp tan khói lửa càng qua, để con khỏi cảnh khóc cha vợ khỏi xa chồng, chỉ một cách mà thôi. Tâu hoàng hậu, cách gì? Muốn cho hai nước Tống Lý giao hòa như cũ, chỉ còn một cách là bắt Lý Thường Kiệt nộp cho quân Tống. Sao hoàng hậu lại buông ra những lời bất nhã đến như thế? Đó không phải là ý của ta, mà là lời của toàn dân. Đã đến lúc khẳng định khỏi cần phải phân dân. Dạ, bấm bình trường quân quốc thái sư, hiệu quý lên nhân giao ngài bức mật thư, sẽ biết được ai là kẻ bán đứng gian sang Đại Việt. Linh nhân thái hậu gia lâm, tất cả hãy ngân tiếp linh nhân thái hậu. Khoan, xin lệnh bà hãy dừng chân lại để đón tiếp linh nhân thái hậu. Mời lệnh bà. Thái hậu giảng tuy, giảng tuy. Ta miệng lễ. Này quan tế chấp, dạ. Khắp kinh thành xảy ra điều kỳ quặc. Một nhóm người chết khăn trăng mặc áo sâu, miệng gạo la ta giống trong phật cờ, đòi bắt Lý Thường Kiệt nộp quân Tống. Hồi định bà. Xin thái hậu xem qua bức mật thơ này rồi sẽ rõ căn nguyên. Này quan tề chấp,
Do đâu khanh có bức mật thư này? Nguồn tâu do hiệu quý Lý Ngân trình nạp. Hiệu quý Lý Ngân à? Dạ. Hay lắm. Trên đường từ quán ải về, thần đây bắt được gã mang thơ. Cho mời thượng khách ấy vào đây. Tuân lĩnh. Ôi, sao bỗng như phương thế bất an? Có lẽ là phong vũ bất kỳ, hơi tồi cung linh phụ. Hoàng hậu, hãy nán lại để tiếp trước chỉ khách đường xa đến viếng. Ta có nào quen biết ai đâu mà nói rằng có khách phường xa tới viếng. Là hay quen rồi hoàng hậu sẽ biết. Mời lĩnh bà. Mời lĩnh bà. Tàu Thái hậu, đây là gã dễ ưu cải tên là Đỗ Mục, giả khách thương từ biên giới vào kinh. Hắn phao tin đồn triều đình bắt nạp quốc công, khiến cho các tướng sĩ quan mang dao động. Và việc lỗi lầm 2 năm trước chính gã tạo ra đầu độc kẻ hạ thần. Thế à? Dạ. Đã tạng mặt nhau rồi còn sao làm mặt lạ chẳng quen. Thượng Dương hoàng hậu, bà nghĩ như thế nào khi tăng chân đã đành rành cơ sự? Quan tể chấp, ông hãy nói năng cho dè dặt. Đừng quên, ta là mẫu nghi thiên hạ, chẳng cần ngôn có chém bái đâu. Còn tên này là ai, ta nào biết nào? Tên gian đẹp thông đồng cùng cùng cấm, bạn quê hương đất nước của cha ông, chịu suốt đời thần phục tông, thần tông. Mà kẻ mãi quốc cầu vinh chính là Thượng Dương hoàng hậu. Đi lên, đi lên. Hai người hết bày trò này sáng trò khác. Là hai người muốn ta phải vui thấy trong một lạnh, nên mới bày ra rằng ta bán nước buôn dân. Bằng cớ đâu? Bằng cớ đâu? Đừng vu khống hàm hồ. Được, ta sẽ trả lại cho bà lời vu khống. Ôi hồn tiếng đây anh linh trong gió lòng, có thấu chăng nỗi xót xa của kẻ gối chăng đã manh tâm mãi quốc cầu vinh? Giả mạo, giả mạo. Không phải giả mạo mà đây chính là sự thật. Quan tể chấp và ta nhận được tin truyền lệnh bắt gian nhân, buộc chúng nó phải công khai gốc ngọn đuôi đầu. Những kẻ khóc la đòi chồng ngoài cũng cấm, được cầm đầu bởi Liễu Huệ Thanh Mai là hai cung nữ của hoàng hậu Thượng Dương. Chuyện tay trời là phong thư gửi Tông Dương, hẹn ngày làm nội gián ngoại kích nội công. Tổ quốc thiêng liêng đâu phải của riêng mình, mà rước ngoại bang về đầy xéo nát tan. Tàu Thái hậu, để cho dân chúng không còn xao xuyến, ngoài biến thuyền binh sĩ vẫn can trường. Xin cho Lý Ngân sông trở lại biên cương, vì báo cho đôn quốc công biết nội nhật triều đình sẽ hưng binh tiếp diện. Nhưng ai, ai sẽ là người hùng binh sông nước tiếp tay? Dạ, thần xin phụng lãnh hùng binh tiếp diện. Là Hiền Khanh à? Tàu dừng, hay lắm. Ta sẽ phó thác cho Hiền Khanh chu toàn quốc sự. Xin đa tạ. Lý Ngân. Dạ. Dục Tuấn Á phán hồi quán ải. Xin kéo từ nước gió tách đường mây. Còn Thượng Dương hoàng tội tư thông quốc tặc, xin thái nương phê chiếu sổ.
Khanh và Thượng Dương Hoàng hậu cũng là nghĩa thông gia. Ta tù Thái hậu. Thần thổ chức bình trường quân quốc thái sư, là vì dân, vì nước, gắng sức già lộ cho nước, cho dân, chứ phải đâu vì ao máu đầy cân, lòng chẳng khao khát cao lương mỹ vị. Ngoài chiêm lũy hàng vạn binh quân tướng sĩ, đêm tận đêm, ngày qua ngày, giáo đuôi giáo, gươm kề gươm, chiến đấu với giặc thù để giữ từng tấc đất thân thương. Thế mà nơi chuông cung chương lại có kẻ bán máu dân mưu cầu đĩa. Vậy tâu Thái hậu, quân pháp có câu tiên trị kỳ gia, hậu trị kỳ quốc. Nhỏ phước mà thứ tha cho chị. Em ơi, chỉ lỡ, lỡ có một lần ban nước, xin thề chẳng dám tái phạm lần sau. Quan tể chấp môi, xin hãy vì ta không, vì nước non Đại Việt mà giảm án gia hình cho người cùng nối tộc hoàng gia. Dẫu rằng giờ đây người đang mang trọng tội với triều đình, đời qua mà giảm án gia là phân nữ nhi, sao ta không xót tình tỷ muội. Hãy để Thượng Dương trọn đời hối lỗi nơi lãnh cung, là vì xót thương trăm họ. Đừng để nồi da xáo thịt họ lý triều. Ta cất tiếng kêu, quan tề chấp xét lại lý tình. Tình riêng ta lo việc chung lý, đâu ta thì tự ý tha Thượng Dương. Toàn dân đau điên khung lường, bao tháng hỏa tóc tan, ngoại bang lân sang biên thùy. Ta cần việc đưa giang, cầu nương nương đừng lại chuyên lòng thần đa quyên. Giáng sinh thương dùm phận thuyền biên lâm trưng chiên, lại sinh xin làm
đời ngựa trâu ơn khắc sâu thù nào quên. Dù sao cũng trong hoàng gia giùm tha cánh hoa bò toàn thân nhìn quân
này cảm mang chiều trái ngang bao thắm sầu mua người ta thang bởi tham sang làm mất lương tâm quyền quý cao mờ ám nhân tình giang kêu hơi thế nhân hãy soi gương cho đời nên tranh hơi dây hoàng dùm giúp cho ta miệng âm ti thoát lưới tội đã dẹp xong, giờ đến quân xâm lược. Ta thay nương an tại đền rồng, trung thần tiến bước bảo vệ thành như nguyện. Ta quân tôn sĩ, dạ, phát pháo khai cờ nha. Đến. Việt Nam đang khao khát một ngày cho quê hương bao hôn đẹp phù. Nước Nam đón tiếp một ngày vinh quang. Chúng ta đóng dấu quê hương khai hoa. Quê hương ngày nay, quê hương ngày nay, quê hương ngày mai, quê hương ngày mai, quê hương ngày mai này. Trời Nam trong sáng chưa nhịp hôn khát máu nhân loại non sông mình đường tiến qua. Trong mã sông đăng chiến đấu vì dân ta chiến đấu vì dân chiến đấu kiên gia đất nước nhà